Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và lời nói đầu tiên xin cho em mến chúc đại gia đình của mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Thì bố hôm nay em có một cái lời chia sẻ mà cũng là một câu chuyện ngắn ngắn muốn gửi đến cho đại gia đình của mình. Câu chuyện đêm khuya ngày hôm nay nha. Về ba kiểu sướng khác nhau của con gái. Nhưng mà sướng ở đây là sướng theo cách gì đây? Thì sướng trên đời nó có nhiều cách lắm. Nhưng mà ngày hôm nay á, là em xin phép được kể một cái câu chuyện nó ngắn nhưng mà nó cực bá đạo luôn. Câu chuyện như thế này, có ba cô gái này, cổ ở dưới quê, gái quê mà hương đồng cổ nội mà lên thành phố để mà xin việc là do là ba cái cô gái này là cùng quê, mà cuộc sống thì khó khăn, ở dưới quê thì kiếm việc rất là khó, mà ba cô này lớn lên thì xinh đẹp lắm. Ba cái cô này ta nói đẹp, con gái quê mà nó đẹp giống như mọi người thấy không, cái bông hoa mà ở trong chậu kiểng nó đẹp cách khác, cái bông hoa ở dưới quê nó lại có một cái hương đồng gió nội, nó có cái mùi thương và cái mùi hương và cái nét đẹp nó khác nhau, cho nên là con gái quê cũng đẹp lắm mà nha. Cho nên là ba cô gái này lên Sài Gòn để kiếm việc, để lo cho cha mẹ của mình ở quê nhà. Cuộc sống ở dưới quê họ thiếu thân rồi khó khăn, rồi cha mẹ nợ nần chồng chất, nhà cửa thì rách nát, cho nên là ba cô này rất là có hiếu, quyết tâm là đi lên Sài Gòn để mà tìm một cái công việc gì đó mà có tiền, có thu nhập nhiều, mà cái công việc gì mà nó có tiền càng nhiều càng tốt để về để lo cho cha mẹ của mình. Và khi mà ra đi, ba cô gái này ra đi thì hứa với nhau là bây giờ mình sẽ ở trên Sài Gòn, mình có tiền mình làm việc nhiều, mình có tiền mình gửi gì cho cha mình, cho cha mẹ để cho đỡ vất vả vậy đó. Cho nên là ba cái cô gái này quyết định là lên Sài Gòn. Thì khi mà tìm việc á, thì ba cô này đẹp lắm, chân dài mà da trắng nữa, mắt thì dễ thương, môi thì đỏ đó, thành thử ra giọng nói thì miền Tây ra kìa. Thành thử ra là vừa vào một cái nơi xin việc thì họ nhận ngay, đó là ba cô gái này vào một cái quán gọi là quán karaoke mà có nhà hàng luôn, vừa là karaoke vừa có nhà hàng trong đó luôn. Thành thử ra là ba cái cô gái này đến xin phục vụ trong một cái quán và họ đã nhận ngay, bởi vì ba cô em này xinh tươi quá. Thì khi vào đó thì ba cô này được trả một cái số lương rất là hậu hĩnh, nhưng mà càng ngày thì do cái công việc, cái tố chất công việc á, nhưng càng ngày thì ba cô gái này bắt đầu là trở thành gái xài thành ha, hiểu hết chuyện trên đời trời đất, gì cũng rất là hiểu chuyện. Và ba cô gái này ban ngày thì làm việc ở quán, ban đêm thì về ở với nhau chung trong một cái phòng trọ cho đỡ tốn tiền, giống như là ba chị em share nhau trong một cái phòng trọ. Thì sáng thì đi làm, chiều tối thì về ngủ chung. Thì cái buổi tối hôm đó thì ba cái cô này mới tâm sự nhau, thì không biết hiểu vì sao nữa, cái cô thứ nhất á đi đi chơi về thì nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Thì cái cô thứ nhất đi chơi với bạn trai về, ba cô này cô nào cũng có bạn trai chứ á, cái cô đầu tiên á cổ đi chơi với bạn trai về mà đầu cóc của cổ á, thì ta nói nó bù xù vậy nè mà nó rối nùi luôn. Cái ba cô này bắt đầu là so sánh nó, đứa nào mà có bạn trai sành điệu hơn đó. Thì bắt đầu là cái cô thứ nhất mới nói nè, mày thấy không, tao đi chơi bạn trai về mà đầu tóc tao nó bù xù vậy nè, nó rối nùi vậy nè, thì mới gọi là bạn trai của tao là thứ thiệt, là giỏi hơn, là giỏi chiều người yêu hơn. Nó thành thử ra nè, mày thấy không, cái đầu tóc tao bơ phờ gì là nó mới phơ đó. Thì cái cô thứ nhất nghĩ là vậy là ngon rồi, phải không? Thì cô thứ hai cô cũng đi chơi với bạn trai về đó, thì cô cũng có người yêu mà, thì ba cô gái này vừa đi đẹp đẹp mà dễ thương nữa, lại có người yêu, tất nhiên là điều đó đương nhiên rồi. Thì cái cô thứ hai về mới nói, trời ơi tưởng gì mày hả, đầu tóc bù xù vậy mà bạn trai mày mà ngon gì, mà nhìn tao nè, thấy không, tao đi chơi với bạn trai về nè, cái son môi tao nó tèm lem tè le vậy nè đó, nó mày thấy không, quằn quại luôn. Ý là cổ khoe là cổ với bạn trai của cổ đó là quá quá dữ dội luôn. Là son môi nó mới tèm lem tè le vậy nè. Thì bắt đầu là hai nhỏ này nó khoe quá trời bạn trai của nó nghĩ là bạn trai của nó là sành điệu, là ngon hơn mình ha. Thì cái cô thứ ba này á, cô đâu có vừa, hồi đó là gái quê là khác, nhưng bây giờ lên thầy Sài Gòn rồi, là làm trong nghề rồi, thành thử ra là trở thành gái xài thành này, đâu có thể thua thua hai nhỏ này mắm mắm nêm mày được. Thành thử là cái cô thứ ba mới nói, trời ơi tưởng gì tụi bay khoe đầu tóc bù xù chi môi tùm lum tùm la, mà tụi bay nghĩ là cái đó là phơ nhất á hả, phơ gì phơ, trời đất ơi nhìn tao nè. Cái đầu cái cổ mới tụt cái quần nhỏ cổ của cầm lên, tao nói cái quần hả nó ướt nhẹp à, cổ cầm cổ chọi vô cái tường cái pop, tao nói nước văng tùm lum. Mày thấy tao không,
như vậy mới gọi là phơ nè. Thì ý cô nói là cổ cổ với bạn trai cổ là thành như vậy nè, nó quăng dễ sợ, bỏ quăng vô tường một cái bóp tới cái quần nhỏ nước văng tùm lum tà la. Thì đây là ba kiểu mà xứng khác nhau của cô gái đó, là một cái câu chuyện rất là ngắn và tiếu lâm, ngắn ngắn thôi đó, rất là ngắn. Cảm ơn đại gia đình của mình là luôn theo dõi ủng hộ cho cái kênh YouTube của em thì em kể chuyện trên trời 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 đất, chuyện gì em cũng có thể kể được. Chuyện hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu thương ủng hộ cho em chuyện tiếu lâm và chuyện đêm khuya đó, thì em song song đi kèm thì hai mẫu chuyện đó luôn. Cảm ơn mọi người và mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.